tôi mà vẫn chưa lấy vợ. Mỗi lần nghe câu đấy là anh lại thấy sợ. Vẫn chưa kiếm được cô nào cùng lớp vừa làm giấy tờ. Đẹp trai đào hoa nhiều duyên chưa thấy nơ. Bà nội bảo con lấy vợ đi mà trao tay ngay vài tỷ. Dây vàng tính vào cây chứ không tính bằng chỉ. Để tết năm sau tập chất đội nó còn nhận lì xì. Mấy thằng bạn mày cùng xóm vợ nó đang để tì tì. Mẹ anh thì sợ con ế, mẹ cứ vợ hộ con nhé. Mẹ hay đi chợ mỗi ngày, mẹ rất kiếp một cô bé. Da trắng mặt xinh, trung tình chăm chỉ. Bố nó mới được lên bù đất và gia tài trăm tỷ. Từ họ hàng làng xóm đến bà con phố xa, ai cũng như kiểu muốn được nhìn thấy anh làm bố quá. Ai cũng hỏi người yêu đâu sao tết không dắt về nhà. Chỉ cần web mà con chưa có là bắt đầu một bài ca. Không cần biết về ra ngoài đường mày làm gì rồi rồi rồi. Kệ về cả gì mày chỉ mới nổi nổi nổi. Vẫn phải quay về nhà cứ chân mày mỏi 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 mỏi. Đấy là lúc mày phải trả lời câu hỏi 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 hỏi. Phần trình diễn của 24 Cao Rai. Lại là Digi House Rider. Vậy là mình đến lúc kết thúc rồi phải không? Nước mắt chảy ngược vào trong. Và em cũng đã nói rõ chúng ta nên over. Và có lẽ sẽ khó để không còn nhớ. Không còn nhớ. Oh baby girl let me know. Để lại đông donut trong biết giờ em nơi đâu. Chỉ mong như đồng hồ cát quay ngược về nơi bắt đầu. I will let you go. Và từng cơn bão lòng cứ khiến anh đau. Yeah. Nước mắt ở xin này cứ rơi. Buồn một chút thôi. Để người khác trái tim anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ gặp nhau lại. Oh my baby just leave me alone. Chúng ta đã hết cơ hội em bước trên con đường mới. Còn anh ở trong buồng tối gắt gà nước mắt khoe môi gừng cười. Chẳng có ai ở trên đời vốn dĩ thuộc về nhau. Đâu phải bước đi qua niềm đau thì mới thấy được phép nhiệm màu. Anh vẫn cứ tin điều thần kỳ sẽ tới. Nhưng có lẽ định mệnh muốn hai ta phải chia hai lối. Chẳng đây chỉ là trùng hợp vẫn đang kéo đến từng đợt. Anh luôn hy vọng rằng qua ngày mai cả hai sẽ tìm được khoảng trời mới. No matter gì này cứ rơi. Buồn một chút thôi. Để người khác bên em sau này. Ngàn nỗi đau như dày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life.
vì mình thế thôi. Chẳng thể nào đổi thay anh quên thời gian, chẳng thể nào quên đi được em. No matter gì này cứ rơi buồn một chút thôi, để người khác mang em sau này. Làm nỗi đau như giày vò trái tim, anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Còn xin yêu nhớ lại đứa trai, mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ tiên cho Rider xin gửi lời chào đến bốn vị huấn luyện viên, ban giám khảo, anh MC Trấn Thành, tất cả các khán giả đã có mặt tại Rap Việt mùa 3 ngày hôm nay ạ. Lịch sử như thế chưa có, bất kiến là biết đẹp trai. Tôi không hề biết đến bạn này, nhưng mà bạn này có vẻ như có fan riêng ở trong khán phòng này vậy. Tụi em cứ hò hét như vậy là Andre Ryan không thích lắm đâu nha. Tôi thấy là dây chuyền, đồ trang sức, đồ đang giống và gương mặt đẹp trai hơn Andre là người ta không vui lắm rồi. Cho anh hỏi là em đến đây để thi hay là đến đây để chặt giám khảo nè? Thật ra thì hôm nay em đến đây là để bung hết nấc và là xóa hết chất ạ. Và thưa quý vị, Ryder, let's go. Lại là DJ House Rider. Vậy là mình đến lúc kết thúc rồi phải không? Phải do nước mắt chảy ngược vào trong. Và em cũng đã nói rõ chúng ta nên over. Và có lẽ sẽ khó để không còn nhớ, không còn nhớ. Oh baby girl let me know. Để lại đông donut trong biết giờ em nơi đâu. Chỉ mong như đồng hồ cát quay ngược về nơi bắt đầu. I won't let you go. Và từng cơn bão lòng cứ khiến anh đau. Yeah. No matter gì này cứ rơi buồn một chút thôi. Để người khác bên em sau này. Là nỗi đau như giày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ gặp nhau lại. Oh my baby, just leave me alone. Chúng ta đã hết cơ hội, em bước trên con đường mới. Còn anh ở trong buồng tối gắt gà nước mắt khoe môi gừng cười. Chẳng có ai ở trên đời vốn dĩ thuộc về nhau. Đâu phải bước đi qua niềm đau thì mới thấy được phép nhiệm màu. Anh vẫn cứ tin điều thần kỳ sẽ tới. Nhưng có lẽ định mệnh muốn hai ta phải chia hai lối. Chẳng thể chỉ là trùng hợp vẫn đang kéo đến từng đợt. Anh luôn hy vọng rằng qua ngày mai cả hai sẽ tìm được khoảng trời mới. No matter gì này cứ rơi buồn một chút thôi. Để người khác bên em sau này. Ngàn nỗi đau như giày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ gặp nhau lại. Oh my baby, just leave me alone. Rider. Vì anh đã chọn vì mình thế thôi. Chẳng thể nào đổi thay anh quên thời gian. Chẳng thể nào quên đi được em. Người khác mang em sau này. Làm nỗi đau như giày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ gặp nhau lại. Oh my baby, just leave me alone. Yeah. Lại là DJ House.
Rider. Rider. Các anh chị xuống mở đợt garage sale cho em này. Chết rồi, chết rồi. Chết tôi rồi, tôi nhớ ra là ai rồi. Quang Anh, quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên. Chào con. Dạ, con chào chú ạ. Bây giờ không thể nào xưng là chú Trấn Thành được. Trời đất, gặp lại lạ quá. Chưa một bạn nào mà ông này đạp từ đầu đến giờ mà ông cảm thấy hứng khởi như thế. Mà lần đầu mà em thấy anh Thái chọn cái thể loại nhạc này luôn là biết là tới cỡ nào rồi. Nhưng mà các bạn ơi, như các bạn hơi vui mừng lẹ quá. Chúng ta chưa coi vote của khán giả thì phải. Không, với cái hiệu ứng nãy giờ thì em nghĩ không thể nào dưới 50% được. Em coi đi rồi em nói chuyện tiếp với tôi nè. Mời bình chọn. Biết nói gì đây, 93%. Với một cái nhân tố mà vừa đẹp trai, hát hay, rap còn có nhiều tiềm ẩn thế này thì các ông cho một cái lý do thuyết phục để có thể về nào. Anh chỉ có một cái feedback cho em đó là Rider got the bang, no cap. Anh xem em, anh liên tưởng đến một pop star là Kid Laroi. Dạ đúng rồi, em là thần tượng của em ạ. Yeah. Let's go, yeah. Mời đi anh, mời nữa đi. Em mà về đội anh nghĩ khả năng em hát hook cho anh ý thôi. Anh nghĩ là hay kiểu ấy, trong cả sự nghiệp của anh ý là thường thường là sẽ có Hoàng Tôn này, GC Hưng là những người hát hook rất hay. Không biết đâu anh Bâu lại muốn nâng cấp bản thân, lại muốn tự hát thì sao, đúng không? Anh nghĩ là em là một người quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Quán quân của một chương trình mà lại còn biết đóng tun, chơi melodic theo new school. Đúng rồi. Tất cả mọi người ở đây anh thề bất cứ ai cũng muốn em vào trong đội. Anh cảm ơn em. Không mà bạn này có một bước phát triển vượt bậc luôn ấy. Năm đó anh cũng làm MC, bạn này là thí sinh. Và cái cách bạn thi thôi là bạn đã rất là ấn tượng rồi. Nhưng mà bẵng đi một thời gian mình không thấy bạn xuất hiện nữa. Mình không biết bạn làm gì trong những năm đó. Và bây giờ bạn trở lại đây với một cái diện mạo hoàn toàn mới. Mà với rap nó mang một cái thái độ hoàn toàn khác với những gì bạn đã làm trước đó. Dạ, yeah, rất là ngoan một em trai. Cũng cảm ơn nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều nữa. You can tell he's special. The sound is mainstream. And you can see the crowd, everybody already loves him, so I already know he's gonna do good. I'm gonna help just mold to a bigger stage where you could go, you know what I mean? Mm-hmm. So, like, big energy. Yeah. Your cadence, the way you flow, I could tell it's really mainstream good. Yes. You're right. Không, không nghe được rồi. Chắc it's not meant to be, bro. Không có duyên với nhau rồi. Cái đó là do ăn ở đây mà. Anh em cứ nói tiếp đi ạ. Ờ kệ đi, không sao đâu. Mất đi một huấn luyện viên cũng không thành vấn đề. Anh rất là muốn em về với đội của anh. Tại vì em sẽ giúp được tất cả những bạn thí sinh về mặt melodic. Vì em là một người sở hữu cái đấy cũng rất là giỏi. Và hôm nay em còn làm một cái điều đặc biệt nữa. Em không cần ca sĩ hỗ trợ luôn. Em cần luôn đoạn đấy. Quá đặc biệt đúng không? You're already you. I can tell by everybody that you're already big on what you do. I feel like with me, I mean, I'm just gonna help. You know, do what we do, man. This music, you know? Sorry. Em thấy là em đặc biệt tới cái mức mà anh đang ghi như đây và anh đang rất đau khổ về cái việc thiếu thốn từ ngữ để thuyết phục em đây. It don't matter. Piri nó vẫn chưa nói được. Em có trợ giúp không? Cho mượn. Thế như thế này, mọi người đều biết em rất là tài giỏi rồi. Nhưng mà however, chúng ta đang kiếm cái gì? Chúng ta đang kiếm ai là người hợp với em nhất. Người hợp với em nhất ở đây về cái style chỉ có anh mà thôi. Chuyện thế ghê. Anh thì anh nghĩ chỉ hợp style tóc thôi, nhạc thì chắc. Còn lại giống ai? Kìa, mặc Dirty Coin rồi anh còn hỏi gì nữa. Look, em mặc Dirty Coin, anh mặc Dirty Coin luôn. So nếu mà em về đội của anh và World Cup không những có thể làm em thành một rap star mà làm em thành một pop star luôn. Rồi Tì thấy sao? Nói luôn đi em. Cái anh muốn nhấn mạnh ở đây là thái độ với âm nhạc của em.
Rất nhiều người thành công từ khi còn nhỏ và họ đã không bước qua được những cái cám dỗ đến với mình một cách quá hào nhoáng. Anh bất ngờ em ở cái cách em nuôi dưỡng âm nhạc. Em đã thành công khi mà em đọc quán quân, em không hoạt động nhiều. Khi mà em lớn lên, khi mà chất giọng em vỡ, em gặp phải vấn đề gì và em luyện tập từng ngày để ngày hôm nay em lên rap Việt, em thể hiện mình. Cái chặng đường đấy anh là người có thể feel được và cái hồn với âm nhạc của em thực sự là nghiêm túc. Anh rất respect cái điều đấy từ em. Yes sir, em cảm ơn anh nhiều. Không, mà thật sự em biết không, cái khó cho những cái thần đồng trẻ đó là cái hình tượng mà bạn người ta tạo ra và làm ra một cái điều phi thường, cho nên cái hình tượng đó nó in sâu vào đầu người ta. Ngay cả cái anh mà đóng phim Home Alone, ngày xưa mình thích ảnh vô cùng nhưng ảnh lớn anh cũng không thể vượt qua được cái hình tượng của ảnh. Mà ngay cả Quang Anh như vậy, tôi cảm thấy rất là thích thú bởi vì bạn ấy không còn là một cái version nào khác mà bạn ấy biến thành một version hoàn toàn không liên quan. Đó là cả một sự phấn đấu và thay đổi về cả ngoại hình lẫn tư duy. Đây là một điều đáng khích lệ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Đây là một minh chứng nữa để cho thấy là hip hop saved my life. Yeah. Yes sir. Ok, bây giờ mình có 4 huấn luyện viên lựa chọn. Giám khảo sẽ hội ý để đưa bạn về với một đội nào đó. Bây giờ mỗi giám khảo sẽ đứng một phía, chỉa tay ở phía người nào thì em sẽ thuộc về đội người đó. Nhiều trò dễ sợ. Năm nay màu mè quá. Ok. Rồi mọi người cúi xuống hết ạ. Và thí sinh Rider sẽ về với đội của huấn luyện viên. 3, 2, 1. Andre Ryan. Sao lại đưa về Andre? Không phải mọi người thấy Andre chưa có thí sinh nào mà mọi người có thể ấy được. No complaint. Đó là định mệnh. Một lần nữa chúc mừng Ryder về với Andre Ryan. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Rap Việt mùa 3, mình là 24K Ride. Ngoài ra thì mọi người còn biết đến mình là Hoàng tử Long Biên. Đấy là nơi mà mình sinh ra và mình lớn lên. Và khi mà mình về Long Biên thì mình luôn luôn cảm nhận được tình yêu của mọi người. Trong suốt quãng thời gian theo đuổi rap, cái điều khiến cho mình cảm thấy tự hào nhất đấy là cái sự kiên nhẫn và cái sự chăm chỉ của mình. Nó chưa bao giờ dừng lại. Mình luôn luôn cố gắng làm nhạc thật là hay. Bài sau phải hay hơn bài trước. Chính bản thân mình là người đánh giá âm nhạc của mình. Tại vì nếu mà bài nhạc mà mình làm ra nó không thỏa mãn được bản thân mình thì làm sao mà nó thỏa mãn được người khác. Thế nên là mình luôn luôn là một cái người khán giả khó tính nhất. Mình sẽ không bao giờ làm ra một bài nhạc mà mình sẽ không nghe lại nó trong tương lai. Điều đấy thật là tệ. Như kiểu xả rác ra môi trường vậy. Rap Việt mùa 3 là một cái cơ hội rất là tốt cho tất cả các bạn rapper có thể thử sức mình với một cái hành trình mang tính chuyên nghiệp, có đầy thử thách nhưng cũng có rất nhiều những cái phần thưởng xứng đáng. Thế nên là mình chọn Rap Việt mùa 3 như một cái chất xúc tác để giúp cho âm nhạc và hình ảnh của mình có thể chạm tới nhiều người hơn. Vòng 1 này của mình thì mình lấy sample bài hát của Bích Phương và nhạc sĩ Huỳnh Hiển Năng. Bài hát này thì mình làm với ý tưởng là bao giờ lấy vợ. Tại vì mình nghĩ là ở tuổi của mình thì chắc chắn là bất kỳ người đàn ông nào cũng đều phải nghe cái câu hỏi bao giờ lấy vợ. Thế nên là mình nghĩ đây sẽ là câu chuyện chung và mình muốn mang nó đến cho mọi người. Mọi người hãy chờ đón phần trình diễn của mình nhé. Mình tin nó sẽ là phần trình diễn tuyệt vời nhất mà mọi người từng được xem, thề luôn. Em chào anh, em chào tất cả các vị huấn luyện viên và các vị ban giám khảo ở đây và tất cả các bạn khán giả nữa. Cái gì đấy, cái gì đấy? Chưa thi mà, chưa hát à? Cần gì phải nghe đâu, lạ gì?
Là gì nữa hả? À, bạn này ngày xưa đã giao lưu với Bích rất là nhiều rồi. Là coi như biết chất lượng ấy. Anh em trong khu ạ. 29K1. Yeah, Long Biên. Chà, có một cái sợi dây kết nối gì đấy vô hình. Ok, nếu như vậy thì tôi cũng phải tin vào Big Daddy chứ đúng không ạ? Không thể nào mà tự nhiên mà quăng chiếc nón vàng lên trong khi bạn chưa thi. Mặc dù là em không có nón vàng nữa nhưng mà em muốn làm mẫu để cho ba huấn luyện viên còn lại biết vị trí ném ở đâu cho chuẩn anh ạ. Cảm ơn anh ạ. Em thi sao cho ba cái nón kia quăng lên cũng lúc chặt bên này coi. Chắc chắn rồi anh. I'm Bob Garay. Sau 27 sắp 30 mà vẫn chưa lấy vợ. Một lần nghe câu đấy là anh nhận thấy sơ. Vẫn chưa kiếm được cô nào cùng lên vừa làm giấy tờ. Đẹp trai đào hoa nhiều duyên chưa thấy nơ. Bà nội bà có lấy vợ đi mà trao tay ngay vài tỷ. Dây vàng tính vào cây chứ không tính bằng chỉ. Để Tết năm sau tập chắt đội nó còn nhận lì xì. Mấy thằng bạn mày cùng sống vợ nó đang đẻ tì tì. Mẹ anh thì sợ con ế, mẹ kiếm vợ hộ con nhé. Mẹ hay đi chợ mỗi ngày, mẹ rất kiếp một cô bé. Da trắng mặt xinh trung tình chăm chỉ. Bố nó mới được lấy bù đất và gia tài trăm tỷ. Từ họ hàng làng xóm đến bà con phố xa, ai cũng như kiểu muốn được nhìn thấy anh làm bố quá. Ai cũng hỏi người yêu đâu sao Tết không dắt về nhà. Chỉ cần web mà con chưa có là bắt đầu một bài ca. Không cần biết về ra ngoài đường mày làm gì rồi rồi rồi. Kể về cả gì mày chỉ mới nổi nổi nổi. Vẫn phải quay về nhà cái chân mày mỏi 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 mỏi. Đấy là lúc mày phải trả lời câu hỏi 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 hỏi. Vâng, đường chiến của 24 cao rồi. Cảm ơn anh. Rồi, ok. Bốn người tự nói đi nha. Làm gì làm đi. Cái tên của em nó đã giống cái tên của anh rồi. Em là cả full bộ Dior này. Chân em Dior, cổ em nạm đá. Khi em bước vào store shopping không cần nhìn giá. Yeah. Thực ra cái tên của em là cũng bắt nguồn từ một bài nhạc của anh. Yeah, thank you, thank you, thank you. Ôi giời ơi, thế thì mấy ông kia đi xuống đi còn gì. Anh em mình đã từng trò chuyện với nhau rồi ạ. Là một ngày nào đấy anh em mình sẽ làm cho Long Biên phải cảm thấy tự hào. Và ngày hôm nay anh nghĩ là quận Long Biên sáng nhất Hà Nội. Yeah. Hold on, 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 hold on.
Anh biết anh không gần Việt Nam gì mấy, nhưng mà your style, everything, I think it will mesh with me. I will learn Việt Nam better just for you, you know? Appreciate, bro. Yeah, thank you, bro. Your style, everything, bro. Good, bro. Anh cảm thấy là yes, nếu như mà lựa chọn an toàn rõ ràng là em sẽ đi về với lại team của anh Andre. No! Billy là bạn thân của Andre anh ạ. Nhưng mà, however, cái team của ảnh là toàn là những cái màu giống như thế thôi. Cho nên á, là anh cảm thấy có một cái ở em mà mọi người nhìn past mất. Đó là em là một lyrical rapper. Qua cái bài vừa rồi, cái storytelling của em nó rất là hay. Và em phát triển cái angle đó nó rất là hợp lý. Và anh nghĩ là nếu như em về đội với anh, với Ma Siêu, thì mình sẽ có thể làm ra rất nhiều bài hit nữa. Nó tự làm nhạc luôn em ạ, nó cần gì phải Ma Siêu. Kiếm cái gì nó thuyết phục hơn không ạ? anh bảo bây giờ cổ tay bên này của em nó hơi thiếu. Andre ơi, Andre, cổ tay tôi cũng hơi thiếu nè. Vai ơi, anh ở với anh Bâu từ những ngày còn thiếu niên, anh chưa bao giờ được một cái gì từ anh ý. Cái này là cái điều mà lần đầu tiên anh được diện kiến đấy. Hãy coi điều đấy là cái điều đặc biệt dành cho em buổi tối ngày hôm nay đi. Nhưng mà cái này làm gì được 24k? 18k đã đủ rồi, 18k bạn đủ ơi, rồi. Trang sức là mượn trả lại được mà. Tặng luôn, cái này tặng luôn. Bây giờ nếu như mà bạn không về với đồ Andre thì bạn phải trả đúng không? Đúng. Thưa quý vị, thí sinh này được tới 4 nón lận. Nhưng mà trong đó một nón không có hiệu lực. Mà quan trọng tôi không biết khán giả có bình chọn không. Biết đâu bạn 49% bạn đi về luôn, nãy giờ chỉ dành quá dành, đúng không? Mình phải coi người ta bình chọn mình nhiêu. Mời các bạn. Cao nhất nãy giờ rồi. 99% đi quý vị. Giá trị ngày càng tăng. Đúng là 24 carat thiệt á chứ. Ngon lành, không biết nói sao luôn. Cao Rick nói câu công bằng em. Em nói gì giờ anh? Su. Kỳ này là em hơi thiên vị khác đấy. Nghĩa là em ngồi đây là cũng... Ý chà. Có mục đích Su nó ngồi đâu mát chỗ đó. Ti ơi, ngồi làm gì á Ti? Chắc có mình tôi là thấy khó đoán từ đâu nào rồi. Sao biết nó đi ai cũng phản em trơn vậy? Tội nghiệp em thôi vậy. Anh ơi, không anh. Anh hô em cái. Để anh về giữ chỗ cho em chứ, chứ tội nghiệp em tôi. Ba cái chỗ này ngồi biết có xui không nó thiệt. Bơm thì cũng bùn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải bùn hoài, bùn hoài. Anh chưa gì anh đã êm nó rồi. Rồi bây giờ nè, bạn 24 carat ơi, bạn có thể cho mọi người biết là cái định hướng sắp tới của bạn là bạn muốn thiên về cái loại âm nhạc gì để giám khảo có thể cân nhắc. Cho anh cắt lời tí nhá. Ryan rất là phong phú trong nội dung cũng như là chủ đề. Nếu mà là một người đã từng quan tâm nhạc của Ryan thì Ryan luôn luôn có rất nhiều chủ đề hay và hầu như chủ đề nào làm cũng phải tầm 9.5/10. Và hơn nữa là những rapper cùng lứa của Ryan, những người đang hot nhất hiện nay, thì tôi nghĩ là Ryan không kém bất cứ ai cả. Outing. Bây giờ mình phải cần cho Ryan một người nào đó mà cái màu sắc chưa bao giờ Ryan có. Thì bây giờ phải nghe là mong muốn của bạn trước. Dạ, như cái tên của em thì em thích những cái gì nó chân thật và nó lấp lánh. Ủa? Chân thật mà đòi lấp lánh là hơi căng nhờ. Bling ở đây nè. Real is not just bling, you know? It's just what we can, you know, do for you, you know? And my goal here really is the international. Nhưng mà cái thứ này nó real mà đúng không? Yeah. Em rất thích nó mà đúng không? Yeah. Em rất thích nó. Em chỉ được chọn một trong hai, chân thật hoặc lấp lánh. Nếu mà chọn giữa chân thật và lấp lánh thì em nghĩ là em vẫn sẽ chọn chân thật. Đấy, hơi rõ ràng như thế. Thật ra là bây giờ quyền là của bạn ấy rồi. Nhưng mà giám khảo mỗi người cho một gợi ý đi. Thực sự anh thấy ở trong bốn huấn luyện viên này thì ai cũng có cái chân thật riêng. Nhưng
cái sự chân thật mà nó mộc mạc, nó real. Thì có anh Thái, có B-Ray và một tí gì đấy của Big Daddy. Tôi không thấy tí Big Daddy tí nào luôn. Em đang cho bạn loại trừ. Thế Garrick thì sao? Em ngồi đây là anh biết rồi. Nhưng mà anh Thái và B-Ray cánh phải, mà Andre chưa uy tín lắm. Vậy là nãy giờ là chỉ có Andre là người giả dối thôi hả? Không, Andre là phần trăm bling bling, nó cao hơn cái phần chân thật nhiều hơn, cho nên là em loại trừ là vì thế. Ok, mời Su. Đầu tiên là thấy là chưa lấy được vợ mà lấy được nón là thấy biết rồi. Nếu mà chỉ xét về cái bài này không á, thì đó là tại sao mà Su ngồi cái ghế này. Nhưng mà chương trình thì còn rất là nhiều vòng, đúng không các bạn? Mình không thể nào mà chỉ dựa vô một bài mà để phán xét ngay lập tức được. Chiều hồi giám khảo. Cái gì vậy? Nó nghe nè mấy anh chị, trước khi mấy anh chị triệu hồi, tôi xin nói cho các anh chị biết một tin tuyệt vời luôn. Là giờ giám khảo không có cái quyền gì hết trơn á. Giờ đứng chơi cho vui thôi. Giờ sao? Ai biết làm sao, quê quá không biết làm gì giờ. Cái nón là của người ta. Bây giờ cái quyền quyết định là thuộc về 24 cao rồi. Mời. Nãy giờ là tôi mời mấy anh chị gọi là góp ý thôi. Bởi vậy Su Bôi triệu hồi là đúng rồi. Lưới cánh phải nè. Cuộc chiến chỉ diễn ra trên sân khấu. Và nói tiếp đi mấy bạn. Em chỉ có theo anh thì em mới thành một rap star được thôi. Anh là từ sớm tới giờ là anh nói cái câu này rất là nhiều rồi. Nhưng mà anh chưa quăng nón vàng cho ai cả. Chưa quăng nón vàng cho ai và chưa tặng dây vàng cho ai bao giờ. Tôi đề nghị giám khảo Chattati không dèm pha Andre nữa. Bây giờ anh em ơi, cho mình ý kiến nhẹ vậy thì mình nghĩ là đã đến lúc ân oán phải được giải quyết. Bây giờ hai anh làm một cái 8-3 diss nhau liền đi. Ý là em cảm thấy là bạn vẫn nên đi theo cái trường phái lyrical, làm storytelling nhiều hơn. Và tại vì mọi người đã thấy cái màu này của em rồi. Cả những cái bài nhạc trong top Billboard bây giờ không bài nào lyrical cả. Tất cả đều là nhạc ăn chơi, nhạc flex. Đấy là anh không appreciate cái lyrical ở trong đó. Tại vì em cảm thấy là tất cả những cái bài nhạc ở trên Billboard đó họ vẫn lyrical. Cái cách họ xử lý nó khác với ngày xưa khi mà phải sử dụng skills cũng. Nói chung là bạn ấy đã 4 mũ rồi thì các ông đừng có lo cái chuyện là người ta còn thành rap star hay không. Đừng lo chuyện đấy, ngày mai Instagram hơn 100.000 người follow chắc chắn. Và bây giờ xin mời 4 vị huấn luyện viên mang nón về vị trí của mình. Dĩ nhiên là chỉ có 3 chiếc là hợp lệ. Thí sinh sẽ về với vị huấn luyện viên mà bạn ấy lựa chọn. Xin mời vị huấn luyện viên quay lưng lại. Và khi bạn đến đó đạp, khói của ai bốc lên, người đó sẽ biết số phận của mình. Bây giờ tôi mời khán giả tại hiện trường nhắm mắt lại luôn. Các bạn sẽ nghe tiếng pssst, lúc đó mở mắt ra. Ok, tất cả mọi người chúng ta nhắm mắt lại nào. Come on, close your eyes. Chỉ có một mình em biết em sẽ đạp. Mời em. Tôi đã thấy bước chân di chuyển. Trong top Billboard bây giờ, tất cả đều là nhạc ăn chơi, nhạc flex. Nếu như em về đội với anh, với Ma Siêu thì mình sẽ có thể làm ra rất nhiều bài hit nữa.
Ủa, chưa xịt ha? Lần nữa xin mời 24 Karai về với đội của B-Ray. Hoa Vương đang phát sóng trên ứng dụng Beyond